lạc tại đường Hướng Dương, Văn Giang, Hưng Yên. The Five Bon An nằm tại điểm vàng kết nối trung tâm khu vực hiện đại bậc nhất phía đông Hà Nội. Cư dân The Five Bon An được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng giao thông nghìn tỷ, giúp cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm và các thủ phủ kinh tế lớn nhất miền Bắc. Chỉ 5 phút di chuyển tới trục đường Giáp Hải, đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 10 phút tới trung tâm thành phố qua cầu Thanh Trì, 15 phút tới Long Biên, 20 phút tới quận Hoàn Kiếm, 45 phút tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoặc kết nối dễ dàng từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và nhiều tỉnh thành khác qua quốc lộ 1A. Tháp cân bằng The Five Bon An được định vị là tổ hợp căn hộ cao cấp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cho một cuộc sống tiện nghi, cân bằng cảm xúc, gần gũi thiên nhiên dành cho những cư dân văn minh. Tổng thể dự án có quy mô 3 tầng hầm, 32 tầng nổi, 10 thang máy cùng 656 căn hộ cao cấp với đa dạng loại hình 1, 2, 3 phòng ngủ có diện tích từ 43,21m² tới 95,97m². Dự án được lên ý tưởng bởi đơn vị thiết kế nổi tiếng Ong & Ong theo phong cách mở đầy tinh tế với thiên nhiên xanh hiện diện trong từng không gian sống. Bên cạnh đó, nhờ tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa quần thể 4 siêu đô thị, đối diện Vinpearl Safari, hệ thống công viên 4 mùa hơn 10 hectare, cư dân The Five Bon An luôn được sống trong một môi trường an lành và tươi mới, thảnh thơi thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Sở hữu tầm nhìn 360 độ vô cực, ôm trọn thiên nhiên xanh, The Five Bon An là nơi chủ nhân có thể đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và nằm trong khu quần thể tích hợp đầy đủ các tiện ích đẳng cấp, hơn 40 tiện ích cao cấp đặc quyền như bể bơi 4 mùa, thư viện sách, rạp chiếu phim ngoài trời, đài thiên văn, an ninh 6 lớp, mang tới cho cư dân 5 tầng không gian trải nghiệm và tận hưởng trọn vẹn ngay trong nội khu, 2 tầng dịch vụ thương mại, tầng kết nối với không gian trí thức mở, tầng tái tạo sức khỏe với tổ hợp thể thao, tầng khám phá và giải trí hiện đại. Ngoài tiện ích nội khu đẳng cấp, cư dân của The Five Bon An được kế thừa trọn vẹn toàn bộ hệ sinh thái tiện ích giáo dục y tế hàng đầu khu vực. Các thành viên nhí tại đây sẽ được phát triển bản thân một cách toàn diện, nuôi dưỡng tài năng và trở thành công dân toàn cầu cùng nơi quy tụ hệ thống giáo dục đa quốc gia với các trường liên cấp quốc tế danh tiếng như mầm non Creative Kindercare, trường liên cấp chất lượng cao Greenfield, phổ thông liên cấp Edison, trường Đại học Y khoa Tokyo, trường Đại học Anh quốc Việt Nam, trường Đại học Vinuni. Bên cạnh đó, mạng lưới phòng khám bệnh viện chất lượng cao xung quanh dự án như bệnh viện mắt Alina, bệnh viện Kusimi, phòng khám Eco Clinic, phòng khám chuyên khoa Nike, phòng khám Đông y Long Hải Đường, phòng tiêm vaccine dịch vụ Doctor Eco luôn hiện hữu và sẵn sàng hỗ trợ tất cả vấn đề về sức khỏe cho cư dân. Nắm bắt ngay cơ hội để trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên của căn hộ cao cấp hội tụ 4 giá trị: đầu tư, tích lũy, an cư và thể hiện đẳng cấp với mức giá cùng chính sách bán hàng hiện đang vô cùng hấp dẫn. Chỉ từ 2,9 tỷ sở hữu ngay căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ, chiết khấu lên tới 9%. Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Và quà tặng đặc biệt tới 45 triệu. Dự án dự kiến được bàn giao vào quý 4 năm 2025. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đơn vị phân phối đất xanh miền Bắc.